con ác chủ đề chính ngày hôm nay ấy, tên là BB nhé. Chị Y thường, B hoa. Máu ác này hiện tại là 576k, khí ác này đang là 222k, vậy tổng là chúng ta sẽ có là 790 nhé, gần 800 nếu tính máu tổng. Chúng ta trừ đi khoảng cỡ 50k để HP để dùng cái thì là nó còn cứ tính tròn cỡ 750k. Các cái chỉ số khác của bạn ý này, nội công là 78k, ngoại thủ là 44, nội thủ là 68, chính xác 61, né tránh 18, hội công hội thủ là 226 và 172. Bá vương lệnh thì đang là 5 sao, 3 dòng máu nhé. Long văn thì là cấp 80 rồi. Nội công né tránh nội lực thể lực thân pháp. Nội công này. Cái này là 222-223. Trùng phản nha anh em. Là combo 3 mini. Cái này là đi trí nha anh em. Đấy. Trước khi xào thì phải khám qua con ác nó như thế nào đã. Rồi, ý tưởng là rất rõ ràng nhé. Ở đây trùng triệu, trùng quy, thiển lang và hoàng dịch. Ok. Rồi. Võ hồn thì là cấp 4 rồi. Cái này thì trí hơi thấp đúng không? Ok, nội thì cũng tương đối, nội thể thân tương đối. Gọi là cũng 800 sản, chưa có kỵ thuộc tính. Thú thì có một con 3K6, hồ tiểu tiên này. Mao lư, một bàn cổ. Rồi, một con kim đồng ngọc lữ, thái cổ long hồn, xích xuất long mã. Về xoắn và hình người thì bên này gần như là tầm cỡ ác này thì phải có hết rồi. Đeo danh hiệu này. Phản phát quy chân nha anh em. Rồi trong này có gì nữa ta? Chúng ta khám phá hết đi. Ở đây là có một cái tạp hóa. Tiệm tạp hóa. À tạo hóa nhầm. Tạo hóa. Băng bỏ huyền nhé. Đao trùng là băng công. Rồi. Đây là băng băng. Rồi, đây là siêu chai ốp hai biên trí. Ok. 7-7. Ở trong này chúng ta có một cái xét nữa, nó là băng huyền. Đấy, xét này. Rồi, đây là có dây nội lực nữa này. Đây là một xét nội lực nữa anh em. Đó, rất là nhiều xét nhé. Đây là một xét 35% nội công này. Đó. Ok, đây là băng phách này. Đấy. Thế trước khi xào nhé, anh có hỏi một cái câu như thế này đối với em nhé, chủ ác nhé. Mình hỏi luôn một câu đối với bạn chủ ác này. Em nhiều xét như thế này thì em đã biết cách dùng hay là em đã tìm ra cái xét tối ưu chưa? Hãy hỏi câu này đấy, hỏi trước khi xào ấy. Đấy, đôi khi chúng ta không phải nhiều xét mà ngon đâu các bạn. Nhiều xét thì đôi khi chúng ta không biết dùng thế nào tại vì nó hơi loạn đầu. Và về xem danh vọng mấy nhanh em. Đấy, hỏi bạn chủ ác cái à, tên vợ à em sẽ là như thế nào. Chào bạn Hoàng Vĩnh nhé. Đây lên xem danh vọng nào. Em thì hay dùng xét trí nhiều anh ạ. Ý anh hỏi ấy là anh thấy có em có một cái xét 35% à xét 8x, xét full 8x. À, một xét băng huyền, kiểu là võ đăng thuần ấy. Nếu mà một xét trí này thì em đã hay là đã gọi là, nếu như mà họ nói theo ý hiểu của em ấy, thì là em dùng nhiều đúng không? Thế nhưng mà anh muốn hỏi là
ba cái xét đấy ấy, thì em có cảm thấy là cái xét là chỉ cần một xét không hay là cần cả ba xét, và ba xét thì em dùng như thế nào? Em đã biết cách dùng chưa hay là hai cái xét kia nó là thừa là phí? Đấy, anh muốn hỏi như vậy đấy, nó hơi khó diễn tả nhưng hy vọng em hiểu. Nhá, đây là thể lực này. Ok. Rồi, thể lực. Chọn thêm một thể lực. Rồi, ok, xong phần review. Bây giờ chúng ta đến khám phá các cách đấu dòng phần 2 của 6 ắc nhé. Bao giờ mình cũng review trước, xong là xào sau.